Hoàng Phi xin kính chào quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với lại kênh Sức Khỏe Tốt. Chuyên mục tư vấn sức khỏe dành cho mọi người được phát sóng hàng ngày trên kênh Sức Khỏe Tốt. Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã luôn tin tưởng đồng hành cùng với lại kênh Sức Khỏe Tốt trong suốt thời gian qua. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với những cái nội dung trong video này. Top 10 cách chữa bệnh mất ngủ tại nhà ai cũng có thể làm được. Kính thưa quý cô bác anh chị, khi chúng ta bị mất ngủ, nếu không được giải quyết có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày. Các phương pháp trị mất ngủ theo kiến thức truyền thống thường được đánh giá là an toàn và không có tác dụng phụ. Do đó, chúng đã trở thành lựa chọn ưa thích của nhiều người khi muốn cải thiện giấc ngủ mà không cần đến thuốc. Và dưới đây là danh sách 10 mẹo dân gian đơn giản nhưng hiệu quả để giúp bạn có thể áp dụng ngay tại nhà và cải thiện tình trạng mất ngủ của mình. Thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu những cái nội dung sau đây. Tác hại của việc mất ngủ. Mất ngủ là khi cơ thể gặp khó khăn trong việc chìm vào giấc ngủ, thường xuyên tỉnh dậy vào ban đêm, ngủ không đủ sâu hoặc thức dậy quá sớm, làm giảm chất lượng giấc ngủ cần thiết hàng ngày. Khi tình trạng này kéo dài, nó có thể gây ra những cái hệ quả sau: stress liên tục, đau đầu, dễ cáu kỉnh, nóng nảy hay là bực bội, cảm giác là bất an, không thể ngồi yên một chỗ, khả năng tập trung thì kém đi, giảm khả năng ghi nhớ, làn da trở nên xanh xao, quá trình lão hóa diễn ra nhanh chóng, rối loạn chú ý, giảm sút trí nhớ có thể dẫn đến tăng cân và tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như là tiểu đường và huyết áp cao. Khoảng 35% người lớn phải đối mặt với vấn đề mất ngủ và điều này có thể dẫn đến tình trạng buồn ngủ bất thường trong ngày. Để giải quyết vấn đề này, hãy tham khảo những cái biện pháp sau đây. Vâng, ngay bây giờ thì hãy cùng Hoàng Phi của kênh Sức Khỏe Tốt đến với lại nội dung thứ hai trong video này. Mẹo chữa mất ngủ dân gian bằng lá vông. Lá vông được biết đến là một phương pháp truyền thống phổ biến để điều trị chứng mất ngủ. Người xưa thường lấy lá vông nấu thành canh để ăn nhằm cải thiện giấc ngủ. Người xưa đã làm như vậy và bên cạnh đó, những cái loại lá này còn thường xuyên được phối hợp với các loại thảo dược, thảo mộc khác trong y học cổ truyền nhằm tạo ra các cái bài thuốc đun sắc, giúp nâng cao chất lượng của giấc ngủ. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 50g dây nhãn lồng, 30g lá vông, 10g lá dâu tằm. Cách thực hiện như sau: làm sạch tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị và đặt chúng vào trong ấm cùng với 1 lít nước, đun sôi nước trong ấm, sau đó hạ lửa và tiếp tục đun thêm khoảng 20 phút, đợi cho đến khi nước thuốc hơi nguội, lọc bỏ phần bã và chia nước thuốc ra nhiều lần trong ngày cho đến khi hết. Mẹo chữa mất ngủ đêm bằng trà tâm sen. Trà tâm sen được biết đến với khả năng giúp lưu thông khí huyết, thanh lọc cơ thể, loại bỏ độc tố và hỗ trợ việc chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, giúp cơ thể là ngủ trở nên sâu và yên tĩnh hơn. Ngoài ra, tâm sen chứa các loại hợp chất có thể giúp làm dịu hệ thần kinh, giảm bớt mệt mỏi và stress. Nguyên liệu bạn cần có: nước sôi 100ml, tâm sen 2-3g. Quy trình thực hiện như sau: tâm sen được phơi khô, sau đó rang nhẹ để giảm bớt tạp chất. Đặt 2-3g tâm sen đã qua xử lý vào trong ấm, rồi chế nước sôi lên và ủ như là pha trà thông thường. Dùng trà tâm sen đã pha uống từ 1 đến 3 lần một ngày để nâng cao hiệu quả. Không nên tiêu thụ trà tâm sen liên tục quá 1 tháng do có khả năng là gây ra tác dụng phụ không mong muốn. Chữa mất ngủ bằng gừng. Gừng với đặc tính nóng và cay được khuyến nghị như một phương pháp tự nhiên để giảm stress, đau đầu cũng như là hỗ trợ việc cải thiện chất lượng giấc ngủ, giúp bạn ngủ ngon và sâu hơn.
Đối với việc khắc phục tình trạng ngủ khó ngủ vào ban đêm, bạn không chỉ có thể là uống trà gừng mà còn có thể sử dụng nước gừng để ngâm chân mỗi tối trước khi đi ngủ. Sự ấm áp từ nước và hương thơm dễ chịu của gừng sẽ giúp cơ thể bạn thả lỏng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Uống trà hoa cúc. Trà hoa cúc không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn biết đến như một loại mẹo giúp cải thiện giấc ngủ, được xem như một bài thuốc cổ truyền. Trà hoa cúc có khả năng làm dịu hệ thần kinh, giảm căng thẳng và hỗ trợ giảm thiểu chứng mất ngủ. Để tăng cường hiệu quả, các chuyên gia thường khuyến cáo sử dụng từ 2 đến 3 túi trà hoa cúc cho mỗi lần pha, nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc thúc đẩy giấc ngủ ngon. Tắm với nước ấm trước khi đi ngủ. Ngâm mình trong nước ấm mỗi buổi tối cũng được xem là một biện pháp dân gian hiệu quả cho việc điều trị chứng mất ngủ. Nhiệt độ ấm của nước giúp kích thích sự tuần hoàn máu khắp cơ thể, tạo điều kiện cho các chất dinh dưỡng được vận chuyển đến các tế bào thần kinh trong não. Điều này cũng góp phần làm giảm căng thẳng và tạo điều kiện thuận lợi cho giấc ngủ tự nhiên. Massage chân chữa mất ngủ. Massage chân có thể kích thích các điểm huyệt đạo quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ thống tuyến và cơ quan trong cơ thể. Qua đó, phương pháp này giúp làm dịu hệ thần kinh, cải thiện sự tuần hoàn máu đến não, nâng cao chức năng của thận và các cơ quan khác. Mẹo này từ dân gian được cho là có hiệu quả trong việc cải thiện chất lượng giấc ngủ. Chữa mất ngủ bằng cây đinh lăng. Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị, lá đinh lăng thì được nhờ hàm lượng saponin cao, được sử dụng trong điều trị chứng mất ngủ. Saponin không chỉ giúp giảm đau mà còn nổi tiếng với hiệu quả trong việc làm dịu thần kinh và cải thiện hệ miễn dịch của cơ thể. Sơ chế lá đinh lăng bằng cách làm sạch, sau đó làm khô lá. Tiếp theo, đặt lá đã sao khô vào bên trong vỏ gối. Sử dụng chiếc gối này khi ngủ sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, mang lại cảm giác ngon hơn giấc. Trà cam thảo giúp cải thiện chứng mất ngủ. Dựa trên truyền thống dân gian, uống trà cam thảo được cho là có khả năng làm dịu tâm trạng và hỗ trợ việc chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Loại trà này không chỉ được yêu thích vì mùi thơm mát mẻ mà còn do hương vị ngọt ngào tự nhiên, dễ chịu khi thưởng thức. Cho vài miếng cam thảo khô vào bình nước có đun sôi. Đóng chặt nắp bình và để trà ngấm trong khoảng 10 cho đến 15 phút. Chia trà thành từng phần và thưởng thức dần trong ngày. Hạn chế lượng cam thảo và sử dụng không quá 8 gram mỗi ngày. Những người mắc các vấn đề sức khỏe như là huyết áp thấp, bệnh mãn tính, táo bón lâu ngày hoặc người già không nên uống trà cam thảo. Chuối xanh chữa mất ngủ. Chuối xanh thì giàu serotonin, một chất hóa học giúp cơ thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ, đồng thời cải thiện chất lượng giấc ngủ, giúp giấc ngủ trở nên sâu và yên bình hơn. Chúng ta có thể làm bài thuốc dân gian từ chuối xanh để cải thiện giấc ngủ như sau, theo hướng dẫn của kênh Sức Khỏe Tốt. Lấy một quả chuối tiêu, cắt bỏ phần đầu và đuôi, chuẩn bị một muỗng bột quế và 550ml nước. Đun sôi nước rồi nhẹ nhàng thả chuối đã chuẩn bị vào nồi. Giảm lửa và đun nhỏ cho đến khi chuối chín đủ mức. Sau khi chuối đã chín, tắt bếp và đổ chuối ra bát, rắc một chút bột quế lên trên và thưởng thức khi còn ấm. Chữa mất ngủ dân gian với tinh dầu oải hương. Đây là một phương pháp dân gian rất hữu ích để giải quyết vấn đề mất ngủ, hiện đang được lan truyền rộng rãi. Cách thức này khá đơn giản và dễ dàng thực hiện tại nhà. Loại tinh dầu được sử dụng chứa các cách thành phần có tác dụng làm dịu thần kinh, giúp cơ thể cảm thấy thoải mái và thư thái, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ vào buổi tối. Chúng ta sử dụng như sau. Thấm vài giọt tinh dầu vào một tờ khăn giấy, sau đó hít hơi tinh dầu từ khăn,
đặt tinh dầu vào máy phun sương để khuếch tán hương thơm. Thêm một vài giọt tinh dầu vào bồn tắm nước nóng và thả mình vào đó để thư giãn, ngâm khoảng 10 phút. Khi tiến hành các cái biện pháp dân gian để khắc phục tình trạng khó ngủ thì cũng cần phải lưu ý sau đó quý cô bác anh chị. Thứ nhất, đó là hãy chắc chắn rằng nguyên liệu sử dụng phải đảm bảo tính sạch sẽ và không chứa hóa chất độc hại như là thuốc trừ sâu để có thể bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Những cái mẹo truyền thống này không phải lúc nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, nhất là đối với phụ nữ mang thai hoặc những người có vấn đề về sức khỏe mãn tính, trừ khi có sự tư vấn của bác sĩ. Do sử dụng các cái thành phần từ tự nhiên, việc cải thiện giấc ngủ có thể đòi hỏi sự kiên nhẫn và thời gian, nên cần áp dụng đều đặn để thấy được kết quả. Các cái biện pháp chữa mất ngủ theo phương pháp dân gian thường được ưa chuộng bởi tính an toàn, dễ thực hiện và phù hợp với nhiều người. Tuy nhiên, nếu tình trạng mất ngủ tiếp tục xấu đi, việc thăm bác sĩ để được tư vấn lời khuyên chuyên nghiệp và liệu pháp phù hợp, đó là điều cần thiết nhất đó quý cô bác anh chị. Vâng, cảm ơn quý cô bác anh chị đã luôn tin tưởng đồng hành cùng với lại kênh Sức Khỏe Tốt trong suốt thời gian qua. Hoàng Phi xin thay mặt kênh Sức Khỏe Tốt kính chúc quý cô bác anh chị luôn mạnh khỏe, sống trường thọ cùng con cháu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn lại trong các cái video tiếp theo.